Thưa sư, cho con hỏi, trong kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, khi Thế Tôn nhắc đến lúc Ngài chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát ở tại trú xứ bị làm cho sợ hãi dựng tóc gáy, là Thế Tôn đang nói về lúc Ngài từ bỏ gia đình đi tìm đạo giải thoát, hay là Ngài đang nói về các kiếp sống quá khứ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát? Vậy ạ, con xin cảm ơn. Khi mà Bồ Tát đi vào trong khu rừng á, mà có sự sợ hãi dựng tóc gáy á, đó là thời điểm mới bước vào khu rừng, thì sự sợ hãi khởi lên và Bồ Tát bằng trí tuệ của Ngài, Ngài quán xét do đâu mà sợ hãi, người nào là người có khả năng sợ hãi và người nào là người không có khả năng sợ hãi. Từ đó Ngài vượt thoát khỏi sự khiếp đảm và sợ hãi. Cũng giống như khi mà chúng ta gặp một cái ví dụ như gặp một cái vật nó rớt trước mặt mình đi, hoặc là một cái con gì đó nó sổ ra trước mặt mình, thì mình sẽ giật mình. Và khi mình giật mình như vậy á, mình sẽ xem, lúc giật mình xong rồi mình mới định thần lại và mình suy xét là mình có nên sợ hay là không. Ví dụ như cái con nó nhảy sổ ra, nó là một con khỉ mà nó ốm tông ốm teo, mà nó ốm yếu, thì mình có cần phải sợ nó không? Hình như không. Hay là một cái con cún con, một cái con chó con mà nó ốm, mà nó đói, nó nhào ra mà để nó xin miếng bánh, thì mình có cần sợ nó không? Không. Thì cũng vậy đó, khi mà Bồ Tát cái sự mà lông tóc dựng ngược nó khởi tới với Ngài ấy, thì Ngài mới suy xét là như vậy thì người nào là người có khả năng sợ hãi và người nào là người không có khả năng sợ hãi. Và nhờ như vậy ấy, Ngài suy xét lấy cái giới hạnh của mình, cái khả năng ly dục của mình, và các cái đặc tính khác ở trong bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, thì Ngài thấy là Ngài không có gì phải sợ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.